Chào các cô bạn nha, và các cô chú anh chị mà có con em mà đi học tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì chịu khó nhắc nhở con em mình hay nhất. Tại vì mình thấy cái vấn đề hay nhất á, nhiều em sinh viên á cũng không có, cũng như mới đi xe nhiều khi cũng không chú tâm. Thì đây mình quay để mình cũng nhắc nhở với các em sinh viên và các cô chú cũng nhắc nhở thường xuyên các em cái việc hay nhất nha. Thật ra không thay này là họ làm được việc, nhưng mà mình á, mình muốn các cô chú á hạn chế cái việc làm máy xe. Tại vì thật ra làm máy lại chạy nó không ngon. Thứ nhất là làm là chỉ ép lại thôi, ép trên nè, rồi sấy lồng rồi lại thôi nè, thì chi phí nó cũng rất là cao rồi. Còn mà thay mới hoàn toàn thôi, mình để mình đi mua xe mới sướng hơn. Tại vì thay mới một cái dên, một cái piston bạc thì 5 triệu là không đủ. Nói với những cái xe mà quên thay nhớt như thế này nè, đi không thay nhớt thì mình cho các bạn thôi, nó cháy hoàn toàn nè. Xe này thì mình nhận, mình chỉ ép dên lại rồi sấy piston bạc rồi lại, rồi thay nồi lại thôi. Đây các bác thấy piston thì nó ăn như vậy, dên là coi như là nó hư luôn nha bạn, dên là thua luôn rồi đó. Chúng quay qua cho các bạn xem. Tiếp tục nè, bơm nhớt nó nghẹt luôn, nó ra những cái bẩn của nồi nè, rồi nồi thì nó cháy. Đây là bố ba càng nè các bạn, bố ba càng là coi như nó rụi luôn rồi nha các bạn, không còn bố. Cái chuông nè, mình cho các bạn xem cái chuông, đây nè, gọi nó cái dòng chuông là nó rớt ra luôn nha các bạn, cái chuông mà mình thấy bây giờ nó không còn biết ai mà nhìn là không có ra được cái chuông nha các bạn. Cái này là mình nói nè, chỉ ép dên lại nè, xây lồng, xây tông bạc và những cái nồi này nè, mình liên hệ với hãng, bạn mình làm trong hãng mình sẽ liên hệ để lấy những cái đồ cũ lại thôi. Còn mà thay mới là nguyên bộ nồi này là trên 2 triệu rưỡi rồi, cây dên là 2 triệu gì nữa là 4 triệu mấy rồi, chứ tông bạc chưa có, hoặc là 5 triệu là không đủ nha các bạn. Thay mới, rồi vàng bạc đạn nữa là không có đủ, 5 triệu không thấm vào đâu nha các bạn. Rồi thì mình chia sẻ với cô chú anh chị nhớ nhắc nhở con em mình thay nhớt. Còn thay nhớt thì là thợ làm rất là được việc, và kiếm cũng cực nha các bạn, chứ không có dễ ăn đâu. Tại vì ép dên ép là hên xui, 10 cây là mình thấy nó sẽ rớt lại 8 cây. Nó lộn, 10 cây là nó sẽ hư lại 2 cây nha các bạn. Rồi mình xin cảm ơn các bạn. Đây là cái clip chia sẻ của mình thôi, mình không bán, riêng cái nồi này thì mình có bán. Khủng khiếp nha các bạn, này là một năm chưa thay nè, đi cuối năm thì làm máy luôn.